Kính chào tất cả mọi người, thì hôm nay sẽ xin phép hướng dẫn mọi người cách thức mà chúng ta xây dựng một cái cấu trúc của một cái khóa học trên nền tảng LMS một cách đơn giản. Và nội dung hôm nay thì chúng ta sẽ cần hai cái tài liệu để chúng ta có thể thực hiện được cái thức xây dựng một cái cấu trúc bài học đơn giản, đó là cái chương trình đào tạo và cái giáo trình. Chúng ta có chương trình đào tạo và giáo trình. Ở đây thì mình xin phép lấy ví dụ đó là cái môn kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh của ngành kế toán doanh nghiệp, Và ở đây chúng ta thấy rằng là trong chương trình đào tạo nó có đầy đủ các cái thông tin để chúng ta có thể xây dựng cái cấu trúc theo cái nội dung của chương trình đào tạo. Và bên cạnh đó chúng ta có cuốn giáo trình kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh của nghề kế toán doanh nghiệp, chỉ cần hai cái thông tin này thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được cái cấu trúc của một cái bài giảng trên hệ thống MX một cách dễ dàng. Thì đầu tiên thì chúng ta để xây dựng bài giảng cấu trúc MX, chúng ta vào hệ thống MX, chúng ta tạo một cái khóa học mới, rồi đầu tiên là chúng ta có tên đầy đủ mà đó, chúng ta mở chương trình lên, chúng ta có tên đầy đủ nó là kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh. Và quý thầy cô lưu ý giúp là chúng ta phải gõ cái thông tin đầy đủ, chúng ta phải gõ số 2023 phía trước, tại vì chương trình này được viết vào năm 2000, được ban hành vào năm 2023, để tránh với cái môn kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo cái chương trình 2019. Thì quý thầy cô phải lưu ý giúp này. Tiếp theo mã rút gọn thì chúng ta sẽ có mã như sau. Đầu tiên là cũng là năm 2023. Tiếp theo là mã ngành của kế toán doanh nghiệp. Đó, chúng ta có cái mã ngành của kế toán doanh nghiệp. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có cái số thứ tự của môn. Đúng không ạ? Số thứ tự của môn. Rồi, bây giờ chúng ta copy vào. Đó, thì như vậy là chúng ta có tên rút gọn của cái môn kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh. Cái này để giúp chúng ta phân biệt được là cái môn chúng ta thiết kế nó sẽ nằm trong nội dung nào. Tiếp theo một phần rất là quan trọng là chúng ta phải chọn chuyên mục. Bây giờ chúng ta chọn chuyên mục ạ. Ở đây thì nội dung này do cô Khoan Thị Kim Hên giảng dạy nên là sẽ đánh chữ đánh tên của cô Hên vào ạ. Khoan Kim Hên. Kiếm tên của cô Hơ đây nhỉ, là Phan Thị Kim Hên, đúng rồi đó. Rồi thì chúng ta lưu ý rằng ở đây chúng ta sẽ cô Hên sẽ khoa kinh tế du lịch công nghệ thời trang và chúng ta sẽ phải làm ở chuyên mục của cô Hên đó, mọi người thấy không ạ? Mô tả thì chúng ta sẽ cũng không có mô tả gì về cái khóa học này đó, và chúng ta sẽ lấy sao định dạng khóa học cũng tương tự vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ bấm nút tạo khóa học. Đây là khóa học kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và hiện giờ thì các cái thông tin vẫn chưa có cái nội dung gì. Bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng cấu trúc. Cái nội dung chung thì bao gồm đầu tiên là các thông báo, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ cớp cái phần vị trí và tính chất của môn học vào đây. Để làm nội dung này thì chúng ta sẽ bấm vào thêm. Chúng ta sẽ bấm vào bài trang hay ạ. Bấm vào trang rồi ạ. Chúng ta sẽ copy cái nội dung là vị trí và tính chất của môn học vào đây. Rồi chúng ta sẽ copy nội dung của vị trí tính chất vào đây để cho học sinh có biết rằng là chúng ta sẽ có những cái vị trí nội dung thế này tương ứng. Rồi chúng ta bắt nội dung vào đây. Rồi chúng ta làm cho nó đẹp lại. Rồi, vậy là chúng ta đã có hai cái nội dung vị trí và tính chất. Rồi, chúng ta kéo xuống đây, chúng ta bấm lưu cho xem. Đó, thì như vậy là đầu tiên là vị trí tính chất môn học là chúng ta đã có. Tiếp theo là chúng ta sẽ cung cấp cái nội dung của mục tiêu của môn học thì chúng ta cũng tạo ở bay hay ạ. Chúng ta vào trang, thấy không ạ? Rồi, mục tiêu và tính chất của môn học, chúng ta copy mục tiêu và tính chất môn học để cho người học có thể nắm được các cái nội dung. Chúng ta có về kiến thức đến về kỹ năng. Rồi chúng ta copy vào đây. Chúng ta bấm vào chọn, chọn đây và chúng ta paste vào. Dán vào. Đó. Chúng ta canh cho nó đều và đẹp lại. Cần thiết thì chúng ta sẽ tô đen cả cái mục này. Đó, mọi người thấy không ạ? Nó rất là dễ, giống như Word của mình thôi. Rồi chúng ta bấm lưu và cho xem. Rồi, như vậy là học sinh khi mà đọc cái này thì nó cũng có kỹ năng và kiến thức
của môn học. Tiếp tục là chúng ta sẽ copy cái phần là nội dung của môn học. Rồi chúng ta sẽ bấm vào nội dung môn học. Chúng ta cũng bấm vào vào trang nha. Rồi chúng ta sẽ copy toàn bộ cái thời gian phân bổ của môn học này vào trong đây. Đấy ạ. Đó, mọi người thấy không ạ? Rồi nội dung phân bổ thời gian của môn học sẽ nằm ở đây. Rồi thì như vậy là chúng ta đã cơ bản là cung cấp cho người học đầy đủ các thông tin, cung cấp đầy đủ thông tin về cái môn học này, về môn học này. Đó, mọi người thấy không ạ? Chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin như sau. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là các thông báo nè, vị trí, tính chất môn học, mục tiêu môn học, nội dung, tổng quát và phân bố thời gian của môn học. Thì người học đầu tiên vô sẽ đọc các thông tin chung này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xử lý từng bài một. Từng bài một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm các cái nội dung liên quan. Ở đây chúng ta thấy rằng ở đây có chúng ta có tổng cộng là 3 chương. Rồi, bây giờ chúng ta thấy rằng có chúng ta có chủ đề 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chủ đề thành chương. Sửa chủ đề thành chương. Đó, chúng ta bấm vào chương 1. Ha, chúng ta cứ copy cái nội dung chương này vào là được. Chương 2. Và chương 3. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo các cái nội dung của chương. Bây giờ chương 4 thì chúng ta không có, thì chúng ta sẽ xóa chương 4 đi. Xóa chủ đề chương 4 đi. Đó. Thì như vậy là chúng ta có các cái đề mục chương 1, chương 2, chương 3 tương ứng với cái chương trình đào tạo của chúng ta. Mọi người thấy không ạ? Và chính vì khi mà chúng ta tương ứng với cái nội dung chương trình đào tạo như vậy á, thì người học sẽ rất là dễ và bám sát theo cái chương trình đào tạo của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi từng nội dung của từng chương một, từng nội dung của chương một và chúng ta sẽ thực hiện ạ. Rồi, đầu tiên đối với chương thứ nhất thì chúng ta cũng có gì? Mục tiêu và cũng như là nội dung chương, đúng không ạ? Thì người học cũng cần phải nắm các mục tiêu và nội dung chương này. Thì đầu tiên chúng ta dẫn vào thêm. Chúng ta chọn trang. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là mục tiêu và nội dung, đúng không ạ? Mục tiêu và nội dung. Rồi chúng ta sẽ copy toàn bộ nội dung của mục tiêu này vào trong trang. Đó, để cho người học có thể là nắm bắt cái thông tin một cách dễ dàng. Giờ chúng ta phóng to lại, chúng ta chỉnh một tí cho nó đẹp thôi nha. Rồi chúng ta copy á, nên là chúng ta cần phải format lại một chút thì nó mới điều được. À, như vậy là chúng ta đã có các cái thông tin của cái mục nội dung và mục tiêu. Đó, chúng ta sẽ bấm lưu cho xem. Đó, cái này cô thấy không ạ? Đó, thì tất cả mọi thứ nó sẽ nằm trên đây. Thì như vậy người học sẽ rất là dễ dàng theo dõi cái quá trình của mình. Thì chúng ta quay lại bài học ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục là chút ngoài nội dung mục tiêu thì bắt đầu chúng ta sẽ đi đến từng cái đề mục một, từng cái đề mục một. Đó, trước mắt thì chúng ta sẽ chưa có cung cấp các cái học liệu vào đây mà chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc trước để cho chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Thì từng đề mục một thì chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có là phần một của chương một là chức năng vai trò giao tiếp, đúng không ạ? Trong đó có những cái chương trình con. Thì mỗi cái đề mục như thế này quý thầy cô tạo dùm một cái space, một cái bay dụ như thế này trang. Rồi chúng ta sao chức năng giao tiếp, copy cái đề mục này. Nội dung thì chúng ta sẽ xử lý sao? Nội dung chúng ta sẽ xử lý sao? Rồi chúng ta cứ lưu cho xem. Chúng ta lưu cho xem. Đó thì như vậy thấy không? Chúng ta có cái mục chức năng và vai trò giao tiếp, chức năng vai trò giao tiếp. Rồi chúng ta sẽ copy các cái mục này vào, copy các mục này vào. Rồi. Tương tự thì chúng ta có hai la mã thì chúng ta sẽ bấm vào thêm ha. Chúng ta bấm vào nhọn nhãn để chúng ta thực hiện. Chúng ta sẽ chép vào đây để chỉnh lên cho nó đẹp tí. Rồi chúng ta bấm lưu trở vào khóa học. Đây chúng ta có cái nhãn thứ hai, đó là cái mục mà cấu trúc giao tiếp. Rồi chúng ta cứ tạo các cái đề mục trước, tạo các đề mục liên quan trước. Chúng ta bấm trang nha. Rồi chúng ta
ta bấm chèn, chúng ta để tạm nội dung như thế này, chúng ta lưu và trở về khóa học. Tiếp tục là cái phần 2. Rồi, phần 2 cũng tương tự vậy, chúng ta để tạm nội dung như vậy để chúng ta xây dựng cái cấu trúc trước. Rồi, phần 3 thì chúng ta tiếp tục tạo một cái nhãn, bấm vào chọn nhãn. Đó. Quý thầy cô có thể sử dụng tạo một cái chủ đề mới, nhưng ở đây thì để đơn giản, quý thầy cô có thể tạo một cái nhãn thế này để phân biệt các cái phần ba la mã và là hai la mã, ba la mã thì nó nhìn sẽ cũng ok ha. Còn không thôi quý thầy cô có thể tạo cái thêm cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề chúng ta đã sử dụng để cho chương rồi, thì chúng ta sẽ làm gì thì nó sẽ đẹp hơn, làm gì nó sẽ đẹp hơn. Rồi chúng ta cứ làm từng tự hết cái nội dung của cái chương này. Rồi như quý thầy cô thấy rằng là cái nội dung của cái chương thứ nhất của chúng ta, chúng ta đã có cơ bản là chúng ta đã lên khung cho tất cả các cái nội dung, các cái đề mục của cái chương thứ nhất. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta là có mục tiêu ha, mục tiêu nội dung chung ở đây để cho học sinh có thể nắm bắt được. Sau đó chúng ta sẽ có các cái nhãn thế này để cho cái người học có thể là đọc và tiếp cận ha, đọc và tiếp cận các cái đề mục nhỏ nhỏ bên trong. Bên trong đây thì chúng ta sẽ chưa có nội dung, thì một lát nữa thì chúng ta sẽ đổ nội dung vào các cái đề mục này, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ xây dựng cái cấu trúc trước để chúng ta có thể hình dung được rằng chúng ta sẽ đưa các cái nội dung nào. Và cuối các cái mỗi chương thế này, cuối mỗi chương thế này thì chúng ta nên có một cái bài tập ha, bài tập. Ở đây chúng ta sẽ có các cái bài tập để cho người học nộp bài theo yêu cầu, hoặc là các cái diễn đàn để cho cái người học có thể là đặt các câu hỏi và cũng như là các trả lời các cái câu hỏi của mình. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tạo, nếu mà cái bài này nó không có cái phần thực hành thì chúng ta sẽ tạo cái diễn đàn ở cuối ha. Đó, diễn đàn cho chương 1. Rồi chúng ta sẽ copy tên diễn đàn là tổng quan về giao tiếp, đúng không ạ? Giới thiệu diễn đàn thì chúng ta giới thiệu sơ cơ bản cũng được. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm lưu và trở vào khóa học. Thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái diễn đàn cuối để cho người học có thể là trao đổi thông tin. Để mọi người thích cho xem ạ. Thấy không ạ? Thì quý thầy cô có thể đặt câu hỏi thảo luận ở dưới các cái nội dung này, đặt câu hỏi nội dung của nội dung này. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu và cách thức chúng ta sẽ đặt câu hỏi thế này. Thì về cơ bản là chúng ta đã xong cái nội dung của cái phần chương 1, trong nội dung chương 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là đổ dữ liệu vào các cái nội dung này, bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện nhúng cái chương trình, nhúng cái giáo trình mình vào. Rồi chúng ta mở giáo trình lên ạ. Rồi trong giáo trình thì quý thầy cô thấy là ở đây chúng ta sẽ có các cái nội dung theo cái đề mục, theo các đề mục này. Đó, mọi người theo ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái, đưa cái giáo trình này lên trên không gian mạng và chúng ta sẽ nhúng qua bên đây. Cách thức nhúng thì rất là đơn giản, thì chúng ta đầu tiên giống như hôm trước em có nói với thầy cô là quý thầy cô nên có một cái driver giảng dạy thế này, thì giờ em cũng sẽ tạo một cái driver giảng dạy năm 2023 ha. Và cái chương trình của chúng ta đó là cái môn là môn kỹ năng giao tiếp kinh doanh. Rồi chúng ta tạo một cái driver thư mục thế này. Rồi khi chúng ta có thư mục rồi, bây giờ chúng ta sẽ up các cái tài liệu lên đây, thì bằng cách là chúng ta cứ copy ha, copy paste cái giáo trình của chúng ta, mở giáo trình lên. Ở đây chúng ta sẽ có giáo trình chương 1 và chúng ta sẽ có nội dung của các phần 1, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái Google tài liệu và chúng ta sẽ copy toàn bộ cái nội dung của các phần 1 này vào Google tài liệu của chúng ta. Đọc ad quá hay nhỉ? Nếu quý thầy cô đã tạo sẵn trên đây rồi thì quý thầy cô không cần phải tạo lại. Tiêu đề thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đặt đúng cái tiêu đề này giúp em ạ. Tại vì chúng ta không đặt đúng tiêu đề này á là sau này khi mà chúng ta tìm nội dung lại thì nó rất là khó. Rồi tương tự thì quý thầy cô cứ làm cho tất cả các đề mục của chương 1. Cũng xin lưu ý quý thầy cô, khi quý thầy cô copy qua thì ở đây nó cũng sẽ phát hiện những cái lỗi mà chúng ta có thể kiểm tra ha. Yêu cầu
ta sẽ kiểm tra các thông tin ha. Đó, như thế nào thì cho nó chuẩn ha. Và cái tên thì chúng ta đặt là chương 1 ha, 1 thứ 2 phần 1 thế này để chúng ta dễ giám sát thông tin, dễ giám sát thông tin. Rồi giờ chúng ta cứ tiếp tục tạo cả cái đề mục theo cái yêu cầu, một yêu cầu. Hoặc bên cạnh đó để đơn giản hơn thì chúng ta có thể là up hẳn cái file giáo trình lên luôn ở đây, để khi chúng ta copy nó sẽ không bị lỗi hình ảnh. Up hẳn cái giáo trình lên cái đề mục này để khi chúng ta copy nó sẽ không bị lỗi ạ. Rồi chúng ta copy tới phần 2 ạ. Rồi chúng ta copy bấm phần chọn C. Ở đây chúng ta tạo một cái tài liệu mới. Rồi chúng ta copy qua. Copy qua. Rồi, tài liệu này là tài liệu chương. Chương 1 phần 2 là mã. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đặt tên như vậy thì dễ, chúng ta dễ dàng chúng ta nhận biết. Rồi giờ em sẽ làm lại nha ạ. Chúng ta up hẳn cái giáo trình lên đây luôn thì nó sẽ không bị lỗi. Bây giờ chúng ta tiếp tục là chúng ta up cái mục số 3 đúng không ạ? Mục số 3. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ copy. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái tài liệu mới. Chúng ta sẽ copy cái mục một này vào. Rồi chúng ta sẽ copy vào đây. Dán vào. Rồi sau đó là cái mục là gì? Chương 1 mà phần số 2 đúng không ạ? Và cái mục đó là mục số 1 của phần số 2. Rồi, rồi chúng ta cứ làm như thế này, chúng ta sẽ cập nhật và tách các tài liệu chúng ta thành những cái file nhỏ ha, để chúng ta chuẩn bị chúng ta up qua bên nội dung bên kia. Đấy nhỉ? Rồi, mọi người cứ thực hiện theo đúng thao tác này. Rồi, quý cô thấy rằng là đã tạo các cái chương thế này. Thì bên cạnh các cái file dạng văn bản thế này thì chúng ta có thể tạo thêm các cái slide, đó, trang trình bày để chúng ta nhúng vào ạ. Rồi bây giờ chúng ta bấm thử trang trình bày ạ. Rồi bây giờ em sẽ thử tạo cái nội dung của cái hình thức giao tiếp ha, chương 3. Xin lỗi là phần 3 của chương 1 thì chúng ta cũng đặt tên đi chèn cái kia là. Rồi chúng ta sẽ có chương 1 phần 3 nha, chương 1 phần 3 giao tiếp trực tiếp. Giao tiếp trực tiếp bây giờ chúng ta sẽ thử làm một cái slide, để lát nữa chúng ta sẽ thử nhúng vào slide coi xem như thế nào. Rồi thì slide này quý thầy cô làm y chang ba bôi luôn. Quý thầy cô có thể chọn các cái biểu mẫu ở đây để chúng ta thử ha. Thì chúng ta sẽ copy nội dung chúng ta bỏ vào, copy nội dung bỏ vào. Ví dụ chẳng hạn như em sử dụng cái slide màu này đi ạ. Màu này. Rồi chúng ta sẽ copy các cái nội dung chúng ta bỏ vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu ha, giao tiếp trực tiếp này ạ. Đó. Thì chúng ta sẽ có các khái niệm ở đây. Chúng ta bỏ các khái niệm vào. Không biết thầy cô thấy rằng là chúng ta cứ dán vào ạ. Rồi chúng ta có thể chỉnh cho nó một tí màu sắc ha, tí màu sắc cho nó đẹp hơn. Hoặc là chữ chúng ta sẽ tăng cái chữ lên. Hoặc là chúng ta có thể bỏ một số cái hình ảnh minh họa vào. Thì tùy thuộc vào quý thầy cô ha. Thì thuộc vào quý thầy cô chúng ta sẽ làm. Em sẽ làm cơ bản thôi, để quý thầy cô có thể hiểu được cái cách thức chúng ta thực hiện. Rồi chúng ta cứ bấm tạo slide mới, trang trình bày mới đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ ưu điểm, copy nội dung qua. Dạ, thầy thấy không ạ? Đây, slide thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một trang mới, chúng ta làm cái phần khuyết điểm, hạn chế. Tất nhiên là cái slide này em chỉ làm căn bản nè. Nó sẽ không phải là một cái slide hoàn chỉnh, nhưng mà cho quý thầy cô thấy được, hình dung được cách thức chúng ta làm. Cách thức chúng ta làm. Rồi sau lại hạn chế thì chúng ta sẽ có một slide về lưu ý sao chép đó. Rồi quý thầy cô trước mắt, quý thầy cô cứ để nội dung vào, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh các nội dung này sau. Ngày như lưu ý chúng ta muốn cho nó to lên thì chúng ta chỉnh to lên. Đó, thế vậy thì chúng ta đã có một slide về giao tiếp trực tiếp. Không biết thầy cô thấy không ạ? Rồi chúng ta ở đây chúng ta đã có một slide về cái giao tiếp trực tiếp đó nhỉ. Đây chúng ta có một slide về giao tiếp trực tiếp của cái chương 1 phần 3. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái tài liệu nữa để chúng ta
hoàn thiện cái nội dung của thằng này cho xong. Rồi, chúng ta sẽ có là chương 1, 3.2. Đó là giao tiếp, gián tiếp. Rồi, tương tự, quý thầy cô có thể trang trí thêm các cái hình ảnh và thông tin. Rồi, đúng không ạ? Chúng ta đang có đầy đủ các cái giáo trình và chúng ta sẽ chuyển thành các mục này. Các mục này nó sẽ tương ứng với các cái mục mà quý thầy cô hồi nãy quý thầy cô chúng ta thực hiện, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhúng các cái học liệu này qua bên cái bài giảng của chúng ta. Cách thức nhúng thì sẽ như sau. Đầu tiên thì quý thầy cô mở cái này lên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nhúng tương ứng. Đầu tiên là đối với slide văn bản thì chúng ta bấm vào đây, nhấn nút vào, chúng ta chọn tệp, chúng ta chọn chia sẻ và chọn công bố lên web, đúng không ạ? Chức năng giao tiếp là chọn công bố lên web. Rồi chúng ta bấm nhúng, chúng ta chọn xuất bản. Rồi ok. Thì như vậy thì bắt đầu chúng ta cứ copy nguyên cái đoạn code này chúng ta bỏ qua đây là chúng ta có thể nhúng được. Rồi chúng ta bấm vào cái chức năng giao tiếp ạ. Chúng ta chỉnh sửa nó bằng một, chúng ta bấm vô cài đặt. Rồi chúng ta nãy chúng ta để tạm rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta xóa đi, chúng ta bấm vào cái HTML là cái biểu tượng mà mọi người thấy không ạ? HTML nó click vào để nó chuyển qua cái dạng code để chúng ta copy code qua mới được ạ. Chúng ta copy code nó vào như thế này là cơ bản là xong. Với này cô thấy là nó hiển thị một cái ô nhúng ở đây. Tuy nhiên cái ô này thì nó đang bị gì? Nó đang bị nhỏ đúng không ạ? Rồi em sẽ chỉ cho mọi người cách thức mà chúng ta chỉnh và chúng ta sẽ thực hiện cách thức như sau. Rồi mọi người bấm trở lại code ạ. Rồi mọi người click cái trang phía cuối trước chữ ifarm á. Mọi người đánh giùm em vài chữ như vậy. Đó là chữ squid ha và chữ 2. Chiều cao của nó, squid là chiều rộng. Thì chúng ta cứ bấm vào 100% giúp em. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cao. Thì tùy thuộc vào chiều cao chúng ta muốn bao nhiêu thì chúng ta sẽ chỉnh. Nhưng mà Wisden nó sẽ full hình. Rồi chúng ta ở đây ví dụ chẳng hạn ở đây chúng ta muốn là 500. Thì chúng ta nhấn vào 500. Rồi chúng ta bấm lại. Thì mọi người thấy rằng là nó đã full thông tin rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta xuống dưới chúng ta bấm lưu và cho xem. Và đây là thành quả của chúng ta. Mọi người thấy không ạ? Tức là toàn bộ cái thông tin của cái nội dung bên đây nó đã được nhúng vào bên đây. Và quý thầy cô lưu ý, ở đây nó sẽ có một cái rất là hay. Đó chính là khi mà chúng ta chỉnh sửa bên cái tài liệu của chúng ta thì bên đây nó cũng sẽ cập nhật thông tin theo. Nó là cách thức mà chúng ta nhúng tài liệu qua. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại một cái tiếp theo ha. Đó là chẳng hạn như mục vai trò giao tiếp. Rồi chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta bấm vào một vai trò giao tiếp, cái file mà chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta bấm tệp, chúng ta chọn chia sẻ, chúng ta công bố lên web, chúng ta bấm nhúng và chúng ta xuất bản nội dung. Rồi chúng ta bấm vào vai trò giao tiếp bên đây, chúng ta bấm vào chọn cài đặt, chúng ta xóa cái nội dung của chúng ta đi, xóa nội dung này đi, chúng ta chuyển qua chế độ HTML. Đúng không ạ? Rồi chúng ta copy nguyên cái nội dung nhúng này chúng ta bỏ vào. Đó, thế là xong. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ kèm theo hai cái câu lệnh cơ bản để chúng ta điều chỉnh. Dạ, mà quý thầy cô đặt phía sau cuối cùng hay ạ. Đó, chúng ta bấm cách ra. Rồi, width thì chúng ta sẽ là 100%. Hai hồi nãy em thấy là nó là 500 thì nó đã đẹp rồi. Thì chúng ta chỉnh ở đây là 500. Quý thầy cô lưu ý giúp em, chỉ cần thêm cái đoạn này vô nữa thì nó rất là đẹp. Đó, chúng ta bấm lại thì HTML để chúng ta chuyển lại màn hình chúng ta xem ha. Đó, mà quý thầy cô thấy không ạ? Rồi, chúng ta sẽ bấm về, quay về cho xem. Và đây là thành quả của chúng ta. Rồi, chúng ta. Tất nhiên là giáo trình thì quý thầy cô có thể bổ sung thêm một số cái hình ảnh minh họa cho nó đẹp. Tương tự vậy thì em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách thức mà chúng ta sẽ nhúng cái PowerPoint vào. PowerPoint này thì nó sẽ nằm ở cái phần 3 mục giao tiếp. Thì chúng ta quay lại cái bài giảng của chúng ta. Chúng ta xuống phần 3 mục giao tiếp trực tiếp là đúng không ạ? Rồi chúng ta cứ click nó vào. Đúng không ạ? Rồi chúng ta cứ click vào cài đặt. Đúng không ạ? Rồi bây giờ ở bên đây thì chúng ta sẽ click vào cái slide của chúng ta. Tương tự
Đối với dân mạng thì chúng ta cứ bấm vào tệp, chúng ta chọn chia sẻ và cũng là công bố lên web. Đó, click vào. Chúng ta bấm nhúng. Đó, chúng ta bấm xuất bản. Là như vậy rồi, chúng ta đã xuất bản ha. Rồi, chúng ta sẽ copy sao chép toàn bộ này qua bên đây. Và bên đây thì chắc chắn là chúng ta không phải chuyển qua mạng code thì chúng ta mới copy này vào. Đó, mọi người thấy không ạ? Ở đây thì nó đã có quiz thứ hai sẵn rồi. Đó, quý thầy cô thấy không ạ? Thì cái này là chuẩn rồi. Đối với ba boy á thì nó đã chuẩn rồi nên là chúng ta không cần phải chỉnh cái chỗ mà chiều rộng và chiều cao của nó. Còn riêng đối với file văn bản thì chúng ta cần chỉnh và chúng ta không lại. Cái này có theo ạ. Rồi bây giờ chúng ta xem thành quả của chúng ta ở dưới đây, lưu và cho xem ha. Enter, đây là thành quả của chúng ta, đây là thành quả của chúng ta. Chúng ta bấm rộng nha. Cái đây là nó bị mắc cái chữ đúng không ạ? Thì chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta vào lại cài đặt. Chúng ta vào lại HTML. Chúng ta cái chỗ mà width á, chỗ width đây nè, chúng ta sẽ chọn nó lại là 960, 960 là được. Thấy chưa? Ta chọn lại, xin lỗi là chúng ta chọn lại 100%, là nó sẽ đẹp lại liền. Chúng ta sẽ đẹp lại liền. Thì như vậy nó sẽ thu cái này. Cái thằng này nó hơi cao, chúng ta cũng chọn thằng này nó hơi chiều cao nó hơi thấp xuống một chút, là khoảng 400. Rồi chúng ta bấm lưu và cho xem và chúng ta xem kết quả của chúng ta ha. Và đây là sai của chúng ta. Ở người học thì cứ bấm thế này. Ở đây là hai bên có viền đen là nguyên nhân là chúng ta chọn chiều cao nó hơi thấp. Chúng ta có thể chỉnh lại, chỉnh lại và chúng ta thử lại. Ở đây chúng ta sẽ chỉnh lại là chiều cao hay thấp. Bây giờ chiều cao là 500. Thử ạ. Bấm lưu và cho xem. Rồi, chiều cao là 500 là khá là đẹp rồi đó. Nào mọi quý thầy cô cứ nhớ thông số giúp em là chiều rộng là nó là 100%, còn chiều cao nó là 500. Thì chúng ta sẽ có slide thế này. Và cũng tương tự cái nội dung kia, thì khi mà chúng ta chỉnh sửa nội dung bên đây á, chúng ta chỉnh sửa nội dung bên đây thì bên đây nó tự động nó sẽ cập nhật theo. Đó, quý thầy cô thấy không ạ? Và trên đây là chúng em đã hướng dẫn cho quý thầy cô cách thức mà chúng ta tạo bài giảng trên một cái khóa học có cái cấu trúc rất là căn bản, bao gồm các cái nội dung. Sau này khi mà chúng ta phát triển các cái bài giảng này lên, chẳng hạn như chúng ta nhúng video clip vào để chúng ta giảng dạy thì nó cũng rất là dễ dàng. Chúng ta cứ là thêm nội dung vào, đó, chúng ta cứ bấm thêm mà chúng ta nhúng clip vào, tất cả đều sử dụng trên cái trang này cả, tất cả đều chúng trang hết cả, và chúng ta cứ nhúng vào thì như vậy là chúng ta đã có thể thực hiện được. Nhưng mà hiện tại thì đối với phần căn bản thì quý thầy cô cứ làm theo dạng giống như đó là file văn bản hoặc là file PowerPoint, Graphics thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Chúc quý thầy cô thành công trong việc mà chúng ta xây dựng bài giảng. Và đây cũng xin nhắc lại, đây là cái nội dung cơ bản để quý thầy cô xây dựng các cái cấu trúc. Còn liên quan đến các học liệu số tương ứng á, thì chúng ta sẽ có những cái phần sau để chúng ta xây dựng các học liệu số tương ứng. Tại vì tùy thuộc vào các cái mục tiêu của cái nội dung giảng dạy này thì chúng ta sẽ có các học liệu tương ứng với các mục tiêu này đó. Và em sẽ ghim cái link hướng dẫn chọn loại học liệu ở dưới cái bình luận và quý thầy cô có thể tham khảo. Chúc quý thầy cô thành công và hẹn gặp lại quý thầy cô ở các cái nội dung khác. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô.